quý vị và các bạn thân mến, nơi như cuối năm 2021, hàng loạt án mạng đau lòng liên tiếp xảy ra như vụ con rể thảm sát cả nhà bố vợ vì có mâu thuẫn với gia đình vợ, hay vụ con gái sát hại bố ruột dựng hiện trường giả vì bị bắt lao nhà và có những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Dù sao, tất cả những vụ việc này đều đã được công an điều tra và xác nhận nguyên nhân một cách chính xác. Tuy nhiên, cũng có những vụ án làm tốn rất nhiều giấy mực của cơ quan cảnh sát điều tra như vụ 5 người trong một gia đình tử vong bất thường sau bữa ăn ở Hương Yên. Mới nhất, cơ quan chức năng xác định vụ án này có dấu hiệu hình sự, công an tỉnh Hương Yên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Cụ thể, tại một cuộc họp báo về tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, vào chiều ngày 30 tháng 6, Đại tá Nguyễn Thành Sơn và Giám đốc Công an tỉnh Hương Yên cho biết, Công an tỉnh tiếp nhận thông tin vụ việc 5 người tử vong tại huyện Kim Động vào trưa ngày 26 tháng 12 năm 2021. Theo Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin vào trưa 26 tháng 12 năm 2021. Ngay sau đó, Công an Hưng Yên đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá các tài liệu chứng cứ, căn cứ và các tài liệu đó. Công an tỉnh xác nhận đây là vụ án hình sự và đã khởi tố vụ án. Theo lãnh đạo công an tỉnh, khi tiếp nhận vụ án cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây có thể là vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên sau khi nhận thấy tính chất phức tạp, công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn bộ công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Như vậy từ việc phát hiện ra tình tiết phức tạp, công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn bộ công an để làm rõ nguyên nhân. Có thể tóm tắt vụ việc như sau: Trước đó vào trưa ngày 26 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Văn Sản ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An tổ chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó có 9 người, gồm vợ chồng ông Sản, gia đình hai con gái là Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Bà Nguyễn Thị Thắm, vợ ông Sản cho biết, bữa ăn không có kế hoạch từ trước, bà đi chợ thấy chị Tươi nên rủ về ăn cơm cùng, sau đó bà gọi thêm gia đình chị Tình. Bữa cơm được hai chị em Tình chế biến, có các món thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Mọi người ăn cùng một mâm và không có người lạ nào đến nhà vào thời điểm đó. Bà Thắm nói và kể con rể tên Dũng không tham gia do bận công việc ở Thái Bình. Kết thúc bữa ăn khoảng 30 phút, con trai chính tuổi của chị Tư có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên bé trai đã không qua khỏi. Sau đó bé trai 5 tuổi con chị Tình cũng gặp những biểu hiện tương tự và tử vong. Đến tới cùng ngày, hai con gái của bà Thám xuất hiện tình trạng đau bụng nôn mửa. Hai người phụ nữ được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Tư tử vong ngày 27 tháng 12, còn chị Tình qua đời vào trưa 29 tháng 12 sau khi người thân gặp vấn đề về sức khỏe. Anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến ngày 16 tháng 1, anh Nguyễn Văn Dũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị. Liên quan đến vụ 5 người tử vong bất thường ở Hương Yên sau bữa ăn, tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân khiến con cháu tử vong sau bữa cơm trưa ở nhà ông ngoại xảy ra tại huyện Kim Động, Hương Yên. Qua vụ việc này, không chỉ dư luận mà chính cơ quan chức năng cũng cần làm rõ tại sao hai uẩn khúc rằng một Cùng ăn cơm nhưng người khỏe người tử vong Và uẩn khúc thứ hai chính là việc tại sao anh con rể không ăn cơm cũng tử vong đi sâu vào tìm hiểu về uẩn khúc thứ nhất, cùng ăn cơm nhưng người khỏe, người tử vong. Cụ thể, chúng ta cùng bám sát vào vụ việc. Vào sáng ngày 26 tháng 12, bà Nguyễn Thị Thờ, quê xã Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên, đi mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái lớn đã lấy chồng ở xã bên cạnh là Nguyễn Thị Tươi đang chở hai con đi chợ, nên mẹ con bà này đứng nói chuyện. Do đã gần đến trưa, nên bà Thờ mời con gái cùng hai cháu về ăn cơm. Trên đường từ chợ về nhà, bà thơ gọi thêm vợ chồng người con gái thứ hai là Nguyễn Thị Tình đến ăn cơm cùng cho vui vậy. Bữa cơm vội và không có chủ đích nên chỉ có các món ăn truyền thống là thịt lợn kho, chả lợn, đậu phụ, rau cần, trứng sẵn ở nhà. Hôm đấy tôi chỉ là vô tình gặp con rồi mời con về nhà ăn cơm, chứ không có chủ đích ăn uống gì cả và bữa cơm cũng không có món gì đặc biệt. Mọi lần các con tập trung đông thì cũng mua nhiều món về ăn, nhưng hôm đó thì không có gì. Bà thờ kể về bữa cơm trước khi đại họa ập xuống. Căn bếp mọi người nấu ăn rộng khoảng 10 mét vuông, không có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc bếp ga đã cũ cùng hơn 10 bộ bát đũa, 3 đến 4 chiếc son. Theo trí nhớ của bà thờ, từ lúc đi chợ về đến khi cả gia đình ngồi ăn cơm, không có ai đến nhà chơi và mọi người cũng không có biểu hiện gì lạ. Bữa cơm gia đình ngày hôm đấy so với những buổi cuối tuần thì khác chỉ thiếu có một người là anh ngờ vờ dê, chồng chị tươi, do anh này đi làm hộ cho người thân ở tỉnh Thái Bình. Tổng cộng bữa cơm vào trưa 26 tháng 12, tại nhà bà thờ có 9 người, 5 người lớn và 4 trẻ em. Khi ăn cơm, vợ chồng bà và các con cháu đều ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng khi vừa ăn xong được khoảng 30 phút, thì cháu Nguyễn Văn Hoàng Nờ, con của chị Tươi, bị nôn và đau ngực. Ngay lập tức bé trai này được mọi người chuyển đến Bệnh viện Nhi Hương Yên để cấp cứu. Sau mấy tiếng cấp cứu, bé N không qua khỏi, tử vong vào cuối chiều cùng ngày. Trong đó bé N đi viện thì chị Nguyễn Thị Tươi và chị Nguyễn Thị Tình, con gái chị Tình là bé Phạm An B 4 tuổi cũng có biểu hiện tương tự nên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Hưng Yên Hà Nội sau đó lần lượt bé phạm an bê rồi chị tư tử vong chung các triệu chứng như ói mửa đau bụng điều kỳ lạ là những người còn lại ăn bữa cơm hôm đó thì sức khỏe bình thường thậm chí không có bất kỳ triệu chứng gì câu hỏi được đặt ra là bốn người này cùng ăn thức ăn giống nhau vậy tại sao lại khiến cho bốn người tử vong con rể không ăn cơm cũng tử vong Bữa ăn này có phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm trong gia đình ông bà Nguyễn Tiến Sẵn, 50 tuổi, trú tại thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động. Câu hỏi này có vẻ là có lý, khi vào ngày 28 tháng 12, khi chị Tươi mất và được đưa từ Hà Nội về, thì anh ngờ vợ dê, chồng chị này cũng được người dân phát hiện hôn mê sâu. Ngay lập tức, anh Dê được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trước đó, con trai mất vào chiều ngày 26 tháng 12, anh này hoàn toàn bình thường và cán đáng việc hậu sự cho con. Sau 19 ngày cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội, đến chiều 15 tháng 1, anh Dê tử vong. Trước cái chết đầy uẩn khúc của các nạn nhân, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Y tế vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân là Nguyễn Thị Tình và Nguyễn Thị Tươi ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An. Nhà bà thờ kinh tế chỉ ở mức đủ ăn so với mặt bằng chung, có thể gọi là nghèo. Vợ chồng bà ở trong căn nhà cấp 4 lợp ngói đỏ đã xuống cấp nghiêm trọng, trong nhà không có đồ đạc gì giá trị. Ngày thường, bà Thơ đi làm công nhân ở gần nhà, còn chồng là Nguyễn Tiến Sản ở nhà. Về gia đình hai người con gái, bà Thơ cho biết cuộc sống của vợ chồng tình êm ấm, hạnh phúc hơn là nhà chị Tươi. Còn cán bộ xã Đồng Thanh thông tin, chính quyền địa phương không nhận được trình báo gì về những mâu thuẫn khúc mắc của vợ chồng chị Tươi từ trước đến nay. Ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động cho biết, hiện nguyên nhân cái chết của các nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ trước vụ việc đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hưng yên cho biết hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và công an huyện kim động vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của bốn người sau bữa trưa ở nhà ông sản và chồng một nạn nhân không đến ăn nhưng cũng tử vong theo đại tá trường hiện nay các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến viện khoa học hình sự bộ công an để tiến hành giám định nhưng chưa có kết quả cụ thể Lãnh đạo công an tỉnh Hương Yên chỉ rõ, trong vụ việc này có nhiều điểm tình tiết rất khó lý giải, nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan, còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an. Trước cái chết đầy uẩn khúc của các nạn nhân, rất nhiều người đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên và hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Một lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên cũng cho hay, vụ việc này đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ và ngành y tế có phối hợp nhưng hiện chưa có kết quả cụ thể về nguyên nhân dẫn đến 5 người tử vong. Vì này cũng nhận định vụ việc có nhiều điểm khó hiểu, chưa thể lý giải, song để tìm ra nguyên nhân cụ thể sẽ phải chờ vào các kết quả giám định của cơ quan chức năng. Giám đốc công an Hưng Yên lên tiếng vụ 5 người tử vong sau bữa ăn. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 1, báo dân trí đã đăng tải bài viết giám đốc công an Hưng Yên lên tiếng vụ 5 người tử vong sau bữa ăn trưa. Có dẫn lời của Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ 5 người tử vong bất thường tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Theo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã lấy mẫu giám định của những nạn nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà cùng nhau ăn, nhưng có người bị, có người không sao, hiện chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định chính vì tính chất phức tạp của vụ việc nên đại tá nguyễn thanh trường cho biết các đơn vị chuyên môn đang làm việc rất tỉ mỉ và thận trọng hiện tại vẫn chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định do đó người dân cần thực sự bình tĩnh lắng nghe kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng không được đồn đoán tự nhận định và đẩy sự việc đi quá xa mức cần thiết sự ra đi của năm người thân trong một gia đình đã khiến cho gia đình ông sản đau đớn và mất mát quá lớn Ngoài lời đồng viên, hãy chia sẻ và giúp đỡ gia đình này vượt qua nỗi đau. Khi tách đến xuân về, những tưởng gia đình ông Sản sẽ giống như bao gia đình khác, được quay quần bên bữa cơm gia đình, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của một năm 2021, đầy khó khăn. ấy vậy mà tăng thương nối tiếp tăng thương, người tóc bạc tiễn người tóc xanh, thật chua xót và đau đớn ngay lúc này bạn biên tập chương trình xin được thắp nén hương lòng chia sẻ với nỗi đau và mất mát quá lớn đối với gia đình ông sản mong ông bà cùng vượt qua cơn bỉ cực sống bình tâm và lắng nghe những tin tức trung thực chính thống từ phía cơ quan cảnh sát điều tra chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc xin chào và hẹn gặp lại